Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường đi không tới. Báo cáo mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhìn chung còn xa với tới chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Đây là tin được truyền thi trong nước loan tải vào hôm 25 tháng 12. Qua đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa đầy đủ để đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, hiệu quả. Đây là hình ảnh xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy vào hồi tháng 10 năm 2003. Vẫn theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, việc hoàn thiện thể chế diễn ra rất chậm, gây khó khăn cho quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cản trở tiến trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập. Từ giữa thập niên 1980, với chính sách đổi mới, Việt Nam đã tự khẳng định một thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Miner thuộc Hoa Kỳ, người cũng quan tâm và am hiểu tình hình kinh tế Việt Nam, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là hiệu lệnh đổi mới của Hà Nội theo sau khẩu hiệu kinh tế thị trường với màu sắc đặc biệt Trung Quốc mà Bắc Kinh đưa ra trước đó. Nhà bình luận này nói tiếp, thành ra Việt Nam nói mình theo cơ chế kinh tế thị trường kèm cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Nhưng từ khi gọi là đổi mới từ năm 86 cho đến giờ, mặc dù kinh tế có lên, nhưng vấn đề công bằng xã hội, vấn đề phân biệt giai cấp càng ngày càng mạnh. Nếu phát triển mà chỉ cần chóp bu, lấy được của cải trong nước, thì nó chưa hoàn thiện là đúng. Đây là khẩu hiệu đưa ra, nhưng họ lầm lẫn, họ cãi nhau ở chỗ khái niệm, họ không đo đạc cho đàng hoàng những cái phát triển của kinh tế và xã hội. Với một xã hội còn lắm khó khăn, dẫu kinh tế có phát triển cao đi nữa, mà chỉ một thành phần nào đó được hưởng lợi, thì đúng là chưa thành công. Phải nêu bật thế nào là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Đây là quá trình mà chừng như tới lúc này chưa được xác định, chưa được làm rõ dù đã nói rất nhiều, là phân tích của chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu độc lập Lê Đăng Doanh tiếp tục đưa ra chia sẻ như sau. Định hướng xã hội chủ nghĩa có thể là làm cho dân giàu, tạo công bằng xã hội, cũng có thể được định nghĩa là phải kiểm soát quyền lực như ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh, phải kiểm soát các vi phạm về quyền hạn của một số quan chức trong bộ máy của nhà nước. Đây là hình ảnh tượng đài Trăng Long được tỉnh nghèo ở Đắk Nông xây dựng hoàn thành trong tháng 12 năm 2020 với tổng kinh phí tới hơn 167 tỷ đồng. Nhà bình luận này nói tiếp, tôi nghĩ Việt Nam cần sớm xác định rõ định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Bởi vì Trung Quốc họ nói họ có một nền kinh tế thị trường đặc sắc Trung Quốc. Còn Cộng hòa Liên bang Đức nói họ có kinh tế thị trường xã hội. Mỗi nước có một nội dung về kinh tế xã hội, thị trường khác nhau. Vấn đề ở đây là phải xác định rõ một nội dung cho nó thích hợp với nền kinh tế thị trường đó, hoạt động một cách có hiệu quả hơn. Mấu chốt là phải thực hiện thực sự cạnh tranh bình đẳng và phải kiểm soát được các thế lực độc quyền. Về phần tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên viện phó Viện Thị trường Giá cả, có tiến trình kinh tế thị trường theo định hướng cho chủ nghĩa này được hay không thì còn nhiều vấn đề lắm, ông nói. Nói thẳng ra là phải hỏi Ban Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương. Các ông vạch ra thì các ông phải rõ hơn. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa về mặt lý luận nhưng thực tế còn xa vời lắm. Việt Nam chưa thể xây dựng được một nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, điều kiện hội nhập còn nhiều khiếm khuyết. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường thì đây vẫn còn là bước quá độ, chưa đầy đủ, thiếu cái gì bây giờ đang xem xét thì đang bàn. Thí dụ như tự do hóa giá cả là một vấn đề hay phải đáp ứng quy luật thị trường, phải có những yếu tố đó. Còn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trích dẫn đánh giá từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào năm 2019 cho thấy Việt Nam đứng hạng 67 về chỉ số năng lực cạnh tranh 4.0. Chỉ số thành phần về thể chế vẫn là một nhóm có thứ tự thấp nhất, tức là đứng thứ 89. Ngoài ra, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 3 bậc từ 45 lên 42. Thế nhưng, chỉ số thành phần thể chế lại giảm tới 3 bậc từ 78 xuống 81. Đây là hình ảnh những búi dây điện mắc như núi cho loa phường khắp nơi giăng ra và những hình ảnh rất dễ thấy ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
khó dứt bỏ Việt Nam khỏi thời kỳ kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo nhà nghiên cứu độc lập Lê Đăng Doanh, những con số về thứ bậc như vậy cho thấy sau 34 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam cũng đang dần hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, mặc dầu có tiến bộ nhưng thể chế của Việt Nam đang có vấn đề, bộ máy của Việt Nam cần tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn. Điều ấy cũng đã được phản ánh trong báo cáo của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong đó có nêu tỷ lệ các doanh nghiệp phải chi trả những chi phí ngoài pháp luật. Chi phí bôi trơn tuy có giảm sút nhưng vẫn còn khoảng 56%. Tôi nghĩ việc phát hiện ra một bước tiến có tinh thần cầu thị, vấn đề bây giờ là phải tích cực thực hiện cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam. Đối với ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nói rằng phải nhìn vào hiện trạng phát triển của Việt Nam có thể thấy kinh tế thị trường mà còn thòng thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa là cả một lý luận khiên cưỡng, đánh cháo khái niệm. Ông nói tiếp, trước đây thì hùng hồn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng, vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, mà cuối cùng là áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn. Vào năm 1986 là buộc phải đổi mới đi vào kinh tế thị trường mà vẫn bám lấy cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Vĩnh bên trái và tướng Nguyễn Thanh Hóa nhận án tù vì bảo kê đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng. Kinh tế thị trường cho phép tư nhân, cho nhà kinh tế nhiều thành phần, rồi thì ngoại thương và trước đây nhà nước quản lý, không cho ai làm, thì bây giờ nhiều thành phần được buôn bán giao dịch với quốc tế. Thế nhưng nếu để như thế thì rõ ràng Cộng sản muốn làm tư bản chủ nghĩa là phản bội, cho nên sĩ diện bày ra cái đôi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là cái điểm mâu thuẫn của thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Mai đã lý giải tiếp như sau. Nó vẫn là kế hoạch hóa, hành chính hóa, tức là đảng ra nghị quyết để làm kinh tế, chứ không để cơ sở kinh tế phát triển tự nhiên. Cái nghịch lý, cái mâu thuẫn là muốn làm tư bản nhưng lại dùng phương thức cộng sản. Lấy nhà nước bao trùm, lấy quốc doanh làm chủ đạo. Vậy có đúng là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam chưa hoàn thiện vì còn rất nhiều bất cập, khiếm khuyết và xa vời chuẩn mực phổ biến về một thị trường hiện đại, hội nhập như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra hay không? Ông Nguyễn Khắc Mai trả lời tiếp như sau. Như thế cũng cứ coi như là một bước tiến đi. Có thể đây là một nhóm tiến bộ trong đảng đã bắt đầu nhìn thấy sự thật, nhưng không dám nói đến nơi, đến chốn, không đi đến tận cùng mà chỉ nói rằng không đầy đủ các phương thức về kinh tế thị trường. Nói một cách nhẹ nhàng thì đây là bước thừa nhận thất bại. Cái thất bại lớn nhất tức là đường đi không tới của thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa mập mờ và lạc điệu 34 năm nay. Đây là hình ảnh Đại học Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả là hệ văn bằng 2, trong đó có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ đoạn án tiến sĩ thạc sĩ. Đây là hệ quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Khắc Mai làm cuộc so sánh như sau. Anh tiêu một đống tiền gấp 2 lần Hàn Quốc. Anh chi ra một khoảng thời gian bằng 2 lần của Hàn Quốc mà anh không hình thành được một nền kinh tế đàng hoàng như Hàn Quốc. Anh cũng không có nền khoa học và kỹ thuật và giáo dục tiến bộ. Không có hệ thống luật pháp để điều tiết cái sinh hoạt hiện tại của xã hội tính từ năm 1986 cho đến nay. Với thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà chính sách luật pháp lại tùy tiện thì mãi mãi chưa tới là chính xác, ông Nguyễn Khắc Mai kết luận. Còn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia và chuyên viên ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải nói tiếp như sau. Tôi nghĩ rằng khi phát biểu kinh tế thị trường thì không nên đặt khu vực nào là chủ đạo cả, kể cả khu vực kinh tế nhà nước. Còn nhà nước có trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo đất nước, quản lý nền kinh tế, định hướng phát triển cho nền kinh tế thì điều đó là đương nhiên. Nước nào thì nhà nước hay chính phủ cũng phải có vai trò ấy cả, chứ không phải chỉ có một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của như Việt Nam, chuyên gia này đã nói. Về định hướng của kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, bà Phạm Chi Lan nêu quan điểm như sau. Bản thân tôi cũng tán thành hướng đi là nên định hướng cho kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng phát triển theo hướng hiện đại hoặc là kinh tế thị trường định hướng phát triển, vân vân. Kinh tế thị trường trước hết phải có kinh tế thị trường đã, thế còn về định hướng thì đó là định hướng làm sao cho nó theo tiêu chí công bằng và bao dung cho tất cả mọi người đều hưởng lợi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021 với bản tin Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường đi không tới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.